Cô lau ở dưới trước đi, cô nước tùm lum hết lát sao con đi. Thì giờ cô này cũng lau cô. À, các bạn cho con đi. Con chở, cô giúp. Cô lau nhanh nhanh giùm con nha cô. Ừ, trà ô long không vậy? Ờ, đang nói về trà ô long đó. Em có câu hỏi gì hả? Dạ, em đi phỏng vấn xin việc á, thì chị đã vô em vô đây là phải phòng. À, em ơi, em làm phòng mình, đây là phòng cuối cùng. Chào em. Em ngồi đi. Chị muốn hỏi Nhi câu đầu tiên là em biết đến chương trình này từ đâu? Dạ, em được bạn bè giới thiệu. Có điều gì khiến em cảm thấy ấn tượng hay là hứng thú về chương trình không? Dạ em muốn được tầm 15 triệu. Hả? Dạ thôi, xin lỗi em chút xíu nhé. Dạ chị cứ nghe đi, em đợi được. Alo? Em nghe đi anh. Em đã nói với anh là ngày hôm qua em ở nhà cả ngày. Anh muốn vậy thì cứ vậy đi. Chị xin lỗi anh Nhi. Dạ không sao chị.